Trường hợp thứ nhất, người đi đường gặp chó tấn công, sử dụng những vật dụng trên người để đánh lạc hướng chó. Khi các bạn đi đường mà gặp chó dữ tấn công, ta có chai lọ, ta có thể lém để đánh lạc hướng cho chó. Và ta rút lui từ từ ra ngoài, tránh bỏ chạy là kích động chó. Trường hợp tiếp theo, ta có túi sách. Khi chó dữ tấn công, ta có thể vứt túi xuống và đánh lạc hướng. Rút lui từ từ ra, không được bỏ chạy, tránh kích động. Nếu ta đội mũ trên đầu, ta cũng vứt xuống để đánh lạc hướng của chó và cũng rút lui từ từ ra, tránh bỏ chạy, sẽ kích động chó sẽ tấn công. Tiếp theo là có thể giày dép chúng ta cởi ra và vứt xuống để chó tập trung vào và cũng rút lui từ từ ra, tránh kích động bỏ chạy. Tiếp theo có thể túi sách, ba lô. Khi chó tấn công, ta giơ ra để đỡ và kêu gọi mọi người đến hỗ trợ. Hoặc tiếp theo là khi ta có chổi hoặc có gậy thì ta làm như sau. Thứ nhất, ngăn cản chó tấn công. Thứ hai là ta đánh quét chân, vì các bạn đánh vào đầu rất khó, hoặc ta đánh vào mình rất khó, ta đánh quét chân để làm chó chấn thương và chó không vào cắn nữa.